Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em sẽ gửi xe cho một bác khách. Đấy, cấu hình này rất là VIP, bác khách này toàn chơi hàng tuyển thôi. Một đôi bát 30 neo y mẫu mới và một đôi bát súp hàng cực kỳ chất luôn và một đôi tép leo của công ty. Anh em có thể đánh con này là hai quả súp một đôi full. Đấy, hoặc là đánh một súp hai full, đánh gia đình rất ok. Úp được xuống. Và đây là neo của công ty Tuvo các bác nhá. Đấy, cái thùng ngoài của Tuvo này. Và đây là tiếp đến đây, bỏ sang bóc cái lưỡi 40 đi. Tiếp đến đây là em cắt ra luôn cái con 40 này để cho anh em yên tâm này. Hàng đều nhập khẩu của nhà máy các bác nhé. Các bác sử dụng các cái dòng loa này nó rất là hay, tiếng trống tuyệt vời luôn. Úp vào xuống. Đấy, anh em sai cắt, em cắt ra nhá. Đấy, khi anh em mà chơi gia đình, một đôi full một quả súp quá là tuyệt vời luôn. Con bát này là bát leo của Tuvo các bác nhé. Hàng này là phiên bản cực kỳ cao cấp luôn. Các bác nhìn thấy chưa? Độc lạ Bình Dương luôn. Đây là một dòng thôi không cần bóc nữa. Một đôi bát cực kỳ cao cấp từ leo, và con này là dòng từ bi các bác nhá. Dòng từ bi có tem 7 màu này. Có 10 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Con này là Tuvo Solix LD9812, đây là model của con này, mã con này. Xương hình chữ X màng sần. Đấy, con này chuyên về tiếng ca. Những bác nào giọng khàn, giọng yếu cần đến tiếng ca sáng có thể chơi dòng này. Các bác lưu ý dòng Tuvo Solix là một dòng cực kỳ cao cấp. Đấy, về cao cấp về chất lượng và cao cấp về giá thành. Anh em chơi hàng bình dân thì chơi con hàng con khác, còn con này cực kỳ cao cấp. Cổ côn là keo sữa và dây màu đen, dầu nó lục bọc một dây điện màu đen. Con này màng sân dầu bóng gân 3 gân. Đây là bát leo 30 của Tuvo. Thì còn đây là tép neo của LG. Con này tép neo của LG có model là 45, L45 là 450. Leo khối các bác nhá. Cái cốc của nó là cốc nhôm và cái lõi ở bên trong là bằng kim loại anh nhá. Đấy. Còn đâu cái bát súp này. Cái bát súp của nó sản phẩm sẽ đi kèm theo là một đôi. Nguyên của nó là một đôi một thùng. Còn cái bát súp của nó là từ 220-100. Mẫu bát thì là 30 neo và 450 neo là bán theo đôi. Còn cái mẫu súp này, anh em mà muốn mua một cái về để làm súp hơi thì em sẽ giao cho khách qua đường bưu điện một cái. Cái màng này em không dám búng đâu. Những cái màng này này. Đấy. Con này là màng được đan bằng sợi carbon đít lồi viền xanh bích rất dày luôn. Đôi 46 cái lỗ. Con này đít lồi viền xanh. Con này dâu của nó được bọc dây điện. Và con này nhện phủ tuyết này. Có mã là 15GQ401 mã vạch này. Màng đan sợi carbon và màng con này CP gân 3 gân. Đấy. Anh em mà chơi hàng chất thì anh liên hệ trực tiếp cho em. Còn hôm nay em gửi xe trên bến xe Giáp Bát để cho một bác khách bác ý dựng loa. Anh em quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt những mẫu siêu phẩm các bác nhé.